Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Bình thưa các bác, hôm nay thì chúng em tiếp tục giới thiệu với các bác với những cái dòng loa đến từ NA Club Audio các bác nhé. Đó, thời gian qua thì rất là nhiều anh em vẫn thắc mắc, vẫn hỏi em rằng Tuyên Vũ ơi, thì bây giờ để mà hát karaoke thì hát trên cái dòng loa nào sướng nhất, để nó thoát nhất. Đó, thì thật ra là những cái câu hỏi như vậy em cảm thấy nó rất là dễ trả lời và ngược lại cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là loa thì chúng ta có rất là nhiều loại, và thứ hai nữa là các bác muốn đầu tư tầm bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Em phải biết là cái mức đầu tư của các bác bao nhiêu thì em mới tư vấn được là anh ơi, trong cái tầm tiền này của anh thì anh nên chọn cái dòng loa này loa kia, thì như vậy thì nó trong cái tầm tiền đó thì nó là rất là hay rồi, nó hát rất là dễ, hát rất là nhẹ và thoát tiếng đó. Thế thì ngược lại, nhiều anh em vẫn hỏi là thế thì bây giờ có tầm 15 triệu quay đầu thì anh nên chọn loa nào, và hơn chục triệu một tí thì chọn loa nào. Đó, thì thưa các bác, thì chính là trong cái video này em sẽ giới thiệu với các bác. Đấy, hơn 10 triệu một chút và dưới 15 triệu đã cưa đôi. Đấy, nó hiện tại những cái dòng loa này em đang bán 12.800.000 nhá. 12.800.000. Đấy, để mà nói là trong phân khúc, trong cái tầm giá thì em đã so sánh rất là nhiều. Đó, so sánh rất là nhiều. Ví dụ như là dòng NA này em đã so sánh với DB Acoustic này. Đấy, đã so sánh với DB Acoustic mã cao nhất là Form 12. Và nữa là em đã so sánh với cùng với tầm giá của nó là những cái dòng loa CAF-MC12. Em đã so sánh rất là nhiều. Đó, CAF-MC12 thì lại ngang tiền với con này. Thế nhưng mà để độ chất, độ phóng, độ thoát tiếng, độ giòn của mic, độ hay của nhạc, để sáng của chép thì cái dòng này nó lại hơn hẳn. Đó, thế nên là trong cái video này thì em sẽ nói về cái dòng này nhiều hơn, và đây là thuộc phân khúc gia đình. Đấy, và về thiết kế thì các bác có thể thấy này, em nó thiết kế cái vỏ thùng bên ngoài là màu xanh tím than. Đấy, những cái dòng loa này em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và cũng bán rất là chạy các bác nhá. Đó, màu xanh tím than bên ngoài các bác nhá, nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, rồi cái lớp e căng của nó này các bác nhìn này, cực kỳ là chất lượng luôn, đúng không ạ? Lớp e căng này thì các bác thấy không, nó làm rất là chuyên nghiệp, tinh tế và giúp cho anh em nhìn vào nó rất là dễ nhìn, ưa nhìn. Đó, và mặt đằng trước của thùng thì nó sẽ làm bo. Đấy, bo hình cánh cung. Đấy, bo hình cánh cung cho hai bên nhé. Đấy, bo hình cánh cung cho hai bên, các bác bên này cũng vậy này. Đó, nó cũng được bo vào, nên là anh em khi mà nhìn thẳng vào cái loa này thì thật sự là nhìn nó rất là đẹp. Đó, nó có độ đẹp này, nó có độ cảm giác nó mạnh mẽ, nó khỏe khoắn các bác nhá. Đó, nhìn nó rất là chất lượng đúng không? Rồi e căng nó rất là dày dặn luôn. Đấy, đây là những cái dòng chính hãng đến từ NA Club nhé. Đấy, và mặt trước thì chúng ta sẽ có luôn là mã QR code. Cái mã này là để cho các bác là xác thực thông tin của sản phẩm về loa nhé. Đấy, và cái dòng loa này nó đến từ thương hiệu Canada. Đấy, đến từ thương hiệu Canada các bác nhé. Nói chung là để đánh giá về trong cái tầm tiền ấy, thì như lúc nãy em đã nói là em đã so sánh với rất là nhiều thương hiệu khác nhau. Đấy, CAF mang ra so sánh, DB có tích ấy, mang ra so sánh. Đó, bởi vì là trong cái tầm tiền thì các bác được quyền lựa chọn để so sánh, đúng không ạ? Được quyền lựa chọn để chúng ta tìm hiểu. Đó, và để mà đẹp nhất thì trong cái tầm giá đó thì em nghĩ rằng là không có cái dòng sản phẩm nào hơn được sản phẩm này. Đó, cho nên là những cái dòng loa mà phân khúc là em luôn luôn là phân ra rõ ràng. Và nếu như anh em có cần tư vấn thì hãy xem cái video này. Đấy, về cái độ khỏe nhé, thì con này nó mang tới công suất là 400W. Con này là từ, nó là từ 190 cơ, từ rất là lớn, từ rất lớn. Đấy, nên là khi mà các bác sử dụng trong không gian karaoke gia đình thì chúng các bác chỉ cần alo nhẹ thôi, tiếng mic nó đã rất là nảy tiếng rồi, rất là sáng tiếng rồi. Đó, ở trên cái dòng loa này. Đó, và em quay mặt sau cho anh em xem này. Đấy, anh em nhìn này, mặt sau nó sẽ có 4 lỗ thông hơi các bác, 2 lỗ trên này và 2 lỗ dưới này. Đấy, 2 lỗ trên, 2 lỗ dưới nhé. Còn đây là thông số kỹ thuật của loa. Đấy, các bác nhìn thông số kỹ thuật nhé. Đấy, đáp tuyến tần số nó giải thấp nhất là 55Hz cho đến 18kg. Công suất RMS là công suất liên tục ạ, là 400W. Đấy, công suất max nó 800W, chạy ở trở kháng 8 ohm. Và độ nhạy của nó các bác nhìn ở dưới cùng nhé, 98dB đến 115dB. Đó, độ nhạy các bác thấy không? Độ nhạy cao. Đấy, nên là anh em mà sử dụng cho thường ấy, ví dụ như là cũng mà cùng công suất nhưng độ nhạy nó cao, con nào độ nhạy cao hơn thì tiếng của nó to hơn. Đó, thế nên là dùng ở trong không gian gia đình thì nó quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Cực kỳ tuyệt vời rồi.
đấy. Còn để mà test nhạc thì em sẽ chiều lòng các bác luôn đấy, em cũng sẽ mở bài nhạc test nhá để các bác nghe và trải nghiệm qua chất âm của dòng loa này, thật sự là nó rất rất là hay luôn các bạn. Đấy, em sẽ mở đoạn nhạc test cho anh em nhé. Test thì được quảng cáo rất là nhiều các bạn. Rồi mời các bác nghe một đoạn nhạc vàng nhé. Trời ơi quảng cáo nhiều vậy trời. Ok đó các bác trải nghiệm nha, cái âm chép âm bass của nó. Thế sao ạ? Cực kỳ tuyệt vời đúng không? Quá là hay luôn. Và bây giờ em test một đoạn karaoke nhé. Các bác anh em cùng nghe qua nhé. Em sẽ test một đoạn karaoke này. Thì có thể rất là hay luôn. Đi, đi, 5, 6, B. Các bác thấy tiếng bích nó tuyệt vời rồi. Đi, đi, 5, 6, B. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây yên thầm quên trôi, làm cơn mưa dặn lối nhỏ em về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai lắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xuống xa. Cảm ơn từ cát trắng hơi sâu, làm chân tay vội vã bước vô tình. Đã dần lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn đàn đất ai chưa đong đầy, vẫn giả vờ như trái tim còn thiếu. Cảm ơn nơi em hướng dẫn xa vời, những tình yêu ta vẫn tin ngày mai. Cảm ơn đời để thấy vẫn nhẹ lòng, cho trọn tình những lúc ta còn nhau. Rất là dễ ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bác thấy sao ạ? Nó về cái chất âm của cái dòng loa này thì thật sự là các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Đó, giá thì rất là đẹp rồi. Trong cái phân khúc tầm giá này em đảm bảo là anh em cứ tìm thoải mái. Đấy, và so sánh thoải mái luôn trong cái phân khúc tầm giá các bác nhé. Đấy, nên là các bác anh em quan tâm về những cái dòng loa, anh em quan tâm về những cái dòng loa karaoke chơi Tết thì hãy liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ Audio chúng em để được chúng em tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.